Xin chào. Hạ quyết tâm là thực ra hôm nay là cái nói về chia sẻ về kinh nghiệm, bởi vì bản thân tôi phải là FC trẻ nhất, chưa nói tới FC mà em trai. Tôi coi như là nhỏ nhất trong phòng này, em út trong nhà. Cho nên muốn chia sẻ kinh nghiệm rằng là bản thân tôi, khi mình hạ quyết tâm, mình đã nghĩ như thế nào và bắt đầu như thế nào. Và thực sự 40 phút hay là 4 phút thì nó cũng như nhau. Bởi vì khi hạ quyết tâm, nó không lâu. Nó lâu ở cái chỗ là khi nào mà mình hạ quyết tâm. Thực sự, kinh doanh Amway không quan trọng ở chỗ mình tham tia bao lâu, nhưng mà quan trọng là khi nào mình hạ quyết tâm. Sự thành công của tất cả mọi người trong phòng nó khác nhau ở cái chỗ là ở cái chỗ cái thời gian hạ quyết tâm, chứ không phải tính từ cái hồi mà mình tham gia Amway. Tôi tham gia Amway cách đây 16 năm. Amway Thái Lan lúc đó đài mình khoảng 200-300 rồi, và crowd khoảng 4 mã số. Và tôi muốn chia sẻ là trong 4 tháng đầu tiên và cái suy nghĩ của tôi trong quyết định hạ quyết tâm, điều đó nó rất là quan trọng. Khi mà tôi tham gia mới đầu, lúc đó hồi đó em quay vẫn có 3%, và tháng đầu tiên tôi cũng 3%. Và sau khi tôi hiểu và tôi cảm thấy hiểu kinh doanh, cái kinh doanh này nó không quan trọng là ở cái chỗ bạn có kiến thức bao nhiêu, mà nó là cái cảm giác á, nó đến từ bên trong của bên mình, ở phía trong nội tâm của mình, mục tiêu của mình. Nếu mà mình có một cái niềm đam mê hoặc là một cái hạ quyết tâm mà nó đến từ bên trong thực sự của mình, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi người khác, thì sau đó nó mới xảy ra một cái sự thay đổi của bản thân. Sự thay đổi đó có hai bên. Tức là thay đổi một cách là kinh khủng, rất là mạnh mẽ, hoặc là không có sự thay đổi nào hết. Khi mà không có sự thay đổi bên trong thì nó sẽ không có đưa ra cái hành động thay đổi bên ngoài. Cho nên bản thân tôi, khi tôi hạ quyết tâm trong kinh doanh này, thực ra thì tôi hạ quyết tâm khoảng chừng 4 lần trong cái kinh doanh này. Đương nhiên, ngoài cái chuyện là khi mà mình quyết định ký thẻ, sau khi mà tôi hạ quyết tâm lên Silver đầu tiên, cái hạ quyết tâm đầu tiên, tháng đầu tiên tôi 3%, tháng thứ hai tôi 21% và có nhánh tách, và tháng thứ ba nhánh thứ hai của tôi tách, và tôi doanh số còn lại là Ruby, và tôi có nhánh 18, hai nhánh 15 và một nhánh 12. Và sau đó tôi làm việc, thực sự tôi làm việc rất là vất vả, tại vì tôi có mục tiêu rõ ràng. Và cái điều đó nó làm cho tôi hạ quyết tâm lên Diamond. Và bởi vì mình làm việc rất là mà vất vả để mà nỗ lực để lên Diamond, cho nên là từ cái đà đó nó đẩy luôn lên EDC luôn. Và sau đó tôi hạ quyết tâm lên Double Diamond. Cho nên hạ quyết tâm của tôi á, thực ra chỉ cần đăng ký Silver, Diamond và Crown Ambassador. Cái năng lượng mà đưa ra mình hạ quyết tâm á, tôi nghĩ rằng là cái hạ quyết tâm ai cũng có thể làm được. Hôm nay mình ra khỏi cái phòng này, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình cảm thấy là trời ơi, 40 MC nói mình, dạy cho mình nghe. Ai cũng có kinh nghiệm rất là nhiều. Cái việc giữ cái bảo vệ được cái sự hạ quyết tâm của mình á, nếu mà cái năng lượng ở bên trong của mình và nó đưa ra cái mục tiêu mà nó đủ mạnh, thì nó sẽ không thể đưa mình tới cái sự thành công được. Bởi vì kinh doanh em quay là chạy marathon. Nhưng mà các anh chị đừng có đặt mục tiêu dài quá, dài vừa vừa thôi, cho dù em quay cũng giống như chạy marathon. Cuối cùng, tôi chia sẻ theo kiểu cảm xúc được không? Cho tôi xin cái micro cầm tay đi. Cái việc hạ quyết tâm, khi mà hạ quyết tâm làm giống như là có một cái sự đam mê, tức là làm mà nó phải như vậy á. Và khi mà hạ quyết tâm một phát là giống như là cái bắn tên lửa vậy đó, có nghĩa là dùng một cái năng lượng rất là lớn bắn phát đi luôn. Nhưng mà đa phần mọi người là quyết định kiểu lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống. Còn nặng hơn vậy là bùm,
xong biến mất giống như pháo hoa. Do đó, cho nên hạ quyết tâm mà tốt là hạ quyết tâm mà hết sức, mà hạ quyết tâm mà không tới, tôi chỉ gọi là hạ quyết tâm mà tới hay là không tới hay thôi. Sẽ có một cái ngày mà các bạn đưa ra hạ quyết tâm mà những cái lần mà bạn hạ quyết tâm mà nó không tới á, thì nó sẽ toàn là mình toàn là làm không có thiệt không à. Nhưng mà khi bạn quyết tâm thiệt, nó sẽ có một câu duy nhất thôi, là chắc chắn tới, chắc chắn làm được, tôi làm được, các bạn làm được. Hiểu không? Cái chữ tới có nghĩa là mình đạt được tới cái mức cuối cùng của mình á.